bạn chuẩn bị xem vạn giới chi môn, sáng pháp truyền đạo tập 521. Hiên viên du chế định chiến tranh kế hoạch rất là toàn diện, Lâm Nguyên chủ yếu nhìn cũng không phải kế hoạch bản thân, mà là làm nhân loại văn minh liên minh đối thủ, cái khác đỉnh phong tộc quần thế lực từng vị cường giả. Mỗi một vị kiếp tộc đều cần ta nhân loại văn minh 20 vị cùng cấp độ tiến hóa giả mới có thể ngăn chặn. Lâm Nguyên thấy được nhằm vào kiếp tộc kế hoạch tác chiến. Cho dù Lâm Nguyên đã sớm nghe nói qua cái này một tộc quần kinh khủng, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Từ hiên viên du chiến tranh trong kế hoạch, Lâm Nguyên căn bản cũng không có nhìn ra muốn thắng nổi ý nghĩ của đối phương. Hết thảy mục đích cũng là vì ngăn chặn kiếp tộc cường giả. Kiếp tộc rất đáng sợ. Hiên viên du thở dài, nếu như không phải bọn hắn xung kích trung cực độ khó, cao không thể tưởng tượng, đoán chừng tòa này vũ trụ chính là kiếp tộc thiên hạ. Thập nhất giai xung kích trung cực, cần thoát khỏi dòng sông thời gian trói buộc. Bình thường thập nhất giai thoát khỏi dòng sông thời gian trói buộc độ khó là 10, như vậy kiếp tộc chính là hoàn mỹ ngàn làm kiếp tộc xung kích trung cực trong nháy mắt đến từ cả tòa vũ trụ phản phệ liền sẽ giáng lâm không chút nào cho đối phương nửa điểm thích ứng phản ứng cơ hội đây cũng là kiếp tộc trước mắt chỉ có hai vị thập nhị giai trung cực nguyên nhân ngoại trừ bản thân tộc nhân số lượng thưa thớt bên ngoài trở thành trung cực xác suất thành công cũng thấp đáng thương chiến tranh kế hoạch không có vấn đề gì lâm nguyên nhìn về phía hiên viên du mở miệng nói ra bất quá không cần an bài ta hiên viên du chế định chiến tranh trong kế hoạch cũng có đối lâm nguyên an bài tỉ như đối phó một vị nào đó đỉnh phong tộc quần thế lực mạnh nhất thập nhất dài các loại không cần an bài ngân hà tinh chủ hiên viên du trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn là làm theo được mặc dù bởi như vậy cái khác nhân loại văn minh thập nhất giai tiến hóa giả áp lực phải lớn hơn rất nhiều nhưng hiên viên du cũng không có nửa điểm chất vấn lâm nguyên mệnh lệnh y tứ tốt chờ đến chiến tranh toàn diện mở ra trực tiếp liên hệ ta chính là sự tình khác tự mình làm chủ giải quyết lâm nguyên khoát tay áo khiên viên du 10 nhất giai viên mãn tiến hóa giả đều bị na di đến phòng điều khiển bên ngoài. Hỗn độn quy tắc Tại tham ngộ thời không dung hợp quy tắc cùng với khác đông đảo quy tắc sau khi, Lâm Nguyên cũng đang suy nghĩ như thế nào ngộ ra hỗn độn quy tắc. Bước vào thập nhất giai về sau, Lâm Nguyên bất luận là quy tắc cảm ngộ rõ ràng trình độ, vẫn là nghịch thiên ngộ tính, đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Nhưng đối hỗn độn quy tắc, vẫn như cũ là không có cái gì phương hướng. Thế gian vạn vật đều nguồn gốc từ hỗn độn, nhưng hỗn độn đến tột cùng là cái gì như thế nào mới có thể ngộ ra hỗn độn quy tắc lâm nguyên cảm thấy có chút mê mang. huyền hoàng bệ hạ ma ngọc lâu chủ nhân đều ngộ ra được hỗn độn quy tắc bọn hắn đối ngộ ra hỗn độn quy tắc giải thích là tích lũy nội tình đầy đủ tự nhiên mà nhưng liền ngộ ra được nhưng tích lũy nội tình đến cùng trình độ gì mới tính đủ cái này không rõ ràng huyền hoàng bệ hạ ma ngọc lâu chủ nhân đều là hỗn độn cảnh cường giả nếu như nơi này tích lũy nội tình là hỗn độn cảnh cảnh giới như vậy lâm nguyên nhất định là tại thập nhất giai ngộ không ra hỗn độn quy tắc cho dù mạnh như huyền hoàng bệ hạ ma ngọc lâu chủ nhân cũng không có tại thập nhất giai lúc ngộ ra hỗn độn quy tắc kinh nghiệm từ từ sẽ đến ta lại không vội cùng lắm thì tại thập nhất giai chờ lâu chút thời gian không có nắm chắc tuyệt đối không xung kích trung cực lâm nguyên suy nghĩ thu liễm lấy hắn hiện tại tâm linh ý chí cường độ có thể tùy tiện sống đến vũ trụ kỳ kết thúc vẻn vẹn mấy trăm năm coi như đem tất cả xuyên toa thế giới thời gian đều tăng thêm. Lâm Nguyên cũng mới vượt qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, so với hoàn chỉnh một cái vũ trụ kỷ, liền bụi bặm đều tính không lên. Cho nên Lâm Nguyên còn có bó lớn thời gian, đi chậm rãi cảm ngộ. Võ đạo thập nhất dài. Lâm Nguyên phân ra bộ phận tâm thần, nếm thử mở ra hoàn chỉnh võ đạo thập nhất dài. Đây cũng là đối tự thân con đường chảy vuốt tổng kết, mở ra võ đạo thập nhất giai thiên, tuyệt đối không chỉ là vì đem võ đạo tiến hóa đường tắt tăng lên đến thập nhất giai tiến hóa đường tắt càng là xem đã từng đi qua con đường chỉ có như vậy mới có thể nắm chắc hiện tại để tốt hơn nhìn về phía tương lai siêu cỡ lớn chiến trường bên ngoài rất nhiều thập nhị giai trung cực tồn tại tùy ý quan sát đến hạ khâm ngươi nói thật với ta kia ngân hà tinh chủ có phải hay không chính là nhân loại huyết vũ tinh không đại liên minh trí cường giả nhìn về phía hạ khâm trí cường giả truyền âm dò hỏi mặc dù cái suy đoán này rất không thể tưởng tượng nổi Ý như trước đây tấm kia giấy trắng dáng lâm tòa này giờ vũ trụ, ngân hà tinh chủ mới thập giai. Thế giới 2D bên trong, tất cả siêu phàm lực lượng đều bị áp chế, trên lý luận thập giai cùng thập nhất giai, ở vào cùng một điểm xuất phát. Nhưng cũng chỉ là điểm xuất phát giống nhau thôi, theo thời gian trôi qua, sinh mệnh cấp độ cao kia phương thành dài tốc độ, vượt xa sinh mệnh cấp độ thấp kia phương. Ngân hà tinh chủ bất quá thập giai, coi như có được nhân loại văn minh ban thưởng, có thể tránh thoát thế giới 2D áp chế bảo vật. Như ngân hà tinh chủ cảnh giới sinh mệnh cấp độ bảy ở kia lại cường đại bảo vật cũng phải có đầy đủ thực lực mới có thể thôi động ngân hà tinh chủ trước đây bất quá thập giai lấy cái gì nghiền ép tứ thần vương các loại một đám thập nhất giai viên mãn cấp truyền thuyết sinh mệnh huống chi tứ thần vương cũng mang theo thích hợp tự thân trí cường binh khí nhưng mà căn cứ trước mắt ngân hà tinh chủ chỗ triển lộ ra thực lực mới vào thập nhất giai liền sánh vai các đại đỉnh phong tộc quần mạnh nhất thập nhất giai lại thêm trước đây tấm kia giấy trắng dáng lâm thời điểm Ngân Hà Tinh Chủ cũng rơi vào trong đó. Lại nhân loại Huyết Vũ cùng Ngân Hà Tinh Chủ chưa hề trong cùng một lúc cùng một không gian xuất hiện qua. Cùng giấy trắng thoát ra vũ trụ về sau, Ngân Hà Tinh Chủ rất nhanh liền bước vào thập nhất giai các loại. Theo lý mà nói, trải qua thế giới 2D căn nguyên tính tổn thất, Ngân Hà Tinh Chủ coi như đạt được nhân loại văn minh đền bù. Tự thân khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng, làm sao có thể như vậy tùy tiện bước vào thập nhất giai. Giải thích duy nhất là Ngân Hà Tinh Chủ cũng không có bởi vì thế giới 2D nhận ảnh hưởng gì. Cái này cùng nhân loại huyết vũ còn sống ly khai thế giới 2D tương xứng hợp. Rất nhiều manh mối đều chỉ hướng một cái khả năng. Đó chính là tại thế giới 2D bên trong đại sát đặc sát nhân loại huyết vũ, chính là Ngân Hà Tinh Chủ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một cái manh mối tương tự, như vậy còn có thể là trùng hợp, nhưng tất cả manh mối đều tương tự như vậy. Dù là không có tính thực chất chứng cứ, tinh không đại liên minh trí cường giả trong lòng đã khẳng định hơn phân nửa. Ừm. Sau đó thì sao? Hạ Khâm Chí cường giả không thèm để ý chút nào nói. Làm Lâm Nguyên tiến vào chiến trường, triển lộ ra bộ phận thực lực lúc. Hạ Khâm Chí cường giả liền dự liệu được nhân loại huyết vũ thân phận có thể sẽ bại lộ. Nhưng này lại như thế nào? Bại lộ chẳng phải bại lộ. Những cái kia thế giới 2D bên trong, chết tại nhân loại huyết vũ trên tay vạn tộc cường giả, có thể có biện pháp nào? Rất tốt. Tinh không đại liên minh trí cường giả trầm mặc một hồi, trong lòng hiện ra mãnh liệt rung động. Cho dù trước đây nhìn thấy nhân loại huyết vũ tại thế giới 2D bên trong nghiền ép tứ thần vương, hắn cũng không có bao nhiêu rung động, nhất là phòng đoán đến vị kia nhân loại huyết vũ khả năng nắm giữ nhân loại văn minh ban thưởng bảo vật sau. Nhưng khi nhân loại huyết vũ cùng ngân hà tinh chủ trùng hợp thời điểm, vị này tinh không đại liên minh trí cường giả liền có chút ngồi không yên. Yêu nghiệt Ngân hà tinh chủ yêu nghiệt trình độ, vượt qua tất cả trí cường giả mong muốn. Nhân loại huyết vũ, chính là ngân hà tinh chủ làm sao có thể lúc ấy ngân hà tinh chủ không phải thập giai thập giai liền có thể quét ngang thập nhất giai viên mãn đông đảo trí cường giả nhóm tư duy vận chuyển tốc độ nhanh bực nào đồng dạng liên tưởng đến ngân hà tinh chủ chính là nhân loại huyết vũ một chuyện quét ngang thập nhất giai viên mãn cũng sẽ không để trí cường giả nhóm kinh ngạc nhưng là thập giai liền quét ngang thập nhất giai viên mãn liền xem như tại thế giới 2 d hoàn cảnh như vậy dưới cũng là thiên phương dạ đàm liền xem như kiếp tộc cũng không thể nào làm được à kiếp tộc xác thực có thể xưng cùng giai vô địch nhưng là vượt cấp mà chiến nhất giai đến thập nhị giai có lẽ tại lục giai phía dưới có thể làm được vượt cấp mà chiến bởi vì giữa lẫn nhau trên lệch không lớn nhưng là giai vị càng cao vượt cấp mà chiến độ khó liền rất có lên cao thập giai vượt cấp thập nhất giai viên mãn bạn chuẩn bị xem vạn giới chi môn sáng pháp truyền đạo tập 522. nhân loại huyết vũ chính là ngân hà tinh chủ một chuyện nương theo lấy tại trí cường giả ở giữa truyền gia trí cường giả phía dưới những cái kia mạnh nhất thập nhất giai nhóm cũng lần lượt biết được việc này. Nhất là tại siêu cỡ lớn chiến trường bên trong, rất nhiều dị tộc cường giả cần đem Ngân Hà Tinh Chủ coi như đối thủ đối đãi, đối hắn tin tức hiểu rõ càng nhiều tự nhiên cũng liền càng có nắm chắc. Ngân Hà Tinh Chủ là vị kia nhân loại huyết vũ. Thật hay giả? Chí cường giả tự mình nói cho ta biết, ngươi nói thật giả? Các đại đỉnh phong thế lực thập nhất giai cường giả khó có thể tin, trong đó không ít thập nhất giai đều trải qua trước đây thế giới 2D một nhóm đến bây giờ đều bao phủ tại nhân loại huyết vũ bóng ma bên trong. Kết quả hiện tại nói cho bọn hắn, ngay lúc đó nhân loại huyết vũ, vẻn vẹn thập giai, vẫn là tuổi tác chỉ có mấy trăm tuổi thập giai. Ngân Hà Tinh Chủ Tinh không đại liên minh căn cứ chiến tranh bên trong, tứ thần vương ngồi xếp bằng, sắc mặt lần nữa lâm vào trầm mặc. Nguyên bản nhân loại huyết vũ đối với hắn tạo thành đả kích liền đã rất lớn, hiện tại biết được nhân loại huyết vũ chân thực thân phận, tứ thần vương trong lúc nhất thời lại có chút não hải trống không nhân loại văn minh liên minh căn cứ chiến tranh. Hiên viên du cùng một đám thập nhất giai tiến hóa giả, đồng dạng đang sôi nổi nghị luận. Ngân Hà Tinh Chủ chính là thập nhất giai. Thì ra là thế, khó trách Ngân Hà Tinh Chủ sẽ trở thành lần này chiến tranh thống ngự người. Thập giai liền có như vậy thực lực, ta ta cảm giác sống mấy ngàn vạn năm, chính là đang lãng phí thời gian. Từng vị thập nhất giai tiến hóa giả phấn chấn nghị luận, cùng những dị tộc khác cường giả so sánh, nhân loại văn minh tiến hóa giả khi biết nhân loại huyết vũ chính là Ngân Hà Tinh Chủ lúc ngoại trừ rung động bên ngoài còn có loại tự hào dù sao đây chính là bọn hắn nhân loại văn minh tuyệt thế thiên tài mặc dù nhân loại huyết vũ vốn chính là nhân loại tiến hóa giả nhưng nhân loại huyết vũ cùng ngân hà tinh chủ căn bản cũng không phải là một chuyện nhân loại huyết vũ coi như lại cường đại cũng thuộc về hợp lý phạm vi dù sao không biết nhân loại huyết vũ tu luyện bao nhiêu năm như là ngân hà tinh chủ ngân hà tinh chủ trưởng thành quỹ tích không phải bí mật gì hơi điều tra đều có thể tra được cả hai trùng hợp sinh ra rung động hiệu quả xa xa cao hơn bất luận cái gì đơn độc một cái. Ngân Hà Tinh Chủ là nhân loại huyết vũ. Xó xỉnh bên trong, nạp lan phó tháp chủ có chút sững sờ, hắn đến bây giờ mới nhớ tới. Chính mình nhiều lần tại thế giới 2D mời Lâm Nguyên đi bái kiến nhân loại huyết vũ, kết quả lại một mực không có thực hiện. Hiện tại xem ra, nhân loại huyết vũ chính là Ngân Hà Tinh Chủ. Đi đâu muốn bái kiến không bái kiến? Tốt. Mặc kệ Ngân Hà Tinh Chủ có phải hay không nhân loại huyết vũ, tiếp xuống chiến tranh, không thể sai sót. Hiên viên du trong lòng đồng dạng chấn kinh vạn phần, bất quá trên mặt nhưng không có cái gì biến hiện, ngược lại bình tĩnh mở miệng nói. Khó trách trí cường giả nói ngân hà tinh chủ nhất có hy vọng bước vào thập nhị giai, thập giai liền có loại kia năng lực, nội tình xác thực mạnh hơn ta ra một mảng lớn. Hiên viên du thầm nghĩ, thời gian chậm rãi trôi qua. Nhân loại huyết vũ chính là ngân hà tinh chủ một chuyện, tại đông đảo thập nhất giai vòng tròn bên trong, nhấc lên không gợn sóng nhỏ, nhưng rất nhanh liền bị sắp mở ra đại quy mô chiến tranh đè xuống. Siêu cỡ lớn chiến trường hạch tâm khu vực. 12 đại đỉnh phong tộc quần thế lực bắt đầu không ngừng hội tụ ở trong chiến trường. Từng vị thập nhất giai cường giả hư không mà đứng, kinh khủng khí tức tràn ngập, thập nhị giai trí cường binh khí uy năng khuếch tán và chạm. Nhân loại. Từng tòa trùng tộc mẫu xào đứng lơ lửng giữa không trung, to lớn trùng tộc chiến sĩ đại quân mãnh liệt mà ra. Đại quy mô trong lúc chiến tranh, các đại đỉnh phong tộc quần thế lực lần lượt giao thủ, nhân loại văn minh liên minh cùng chủng tộc đại liên minh chính là đối thủ. Ngoài ra, cái khác 10 đại đỉnh phong tộc quần thế lực cũng đang chém giết lẫn nhau, to lớn trong chiến trường, thời không ba động sôi trào, kinh khủng khí tức tùy ý xuất phát. Tiểu tâm linh hồn công kích. Hiên Viên Du dẫn đầu mà lên, phóng tới nhất là to lớn tòa kia mẫu xảo. Ong ong ong. Không gian vặn vẹo, kinh khủng công kích linh hồn giáng lâm, đại lượng đạt tới thập nhất giai viên mãn trùng tộc chiến sĩ, đồng thời phát ra công kích. Trùng tộc mẫu xào mặc dù không am hiểu chính diện chiến đấu, nhưng bất ngờ vị không có bất luận cái gì năng lực tự vệ. Trùng tộc mẫu xào công kích linh hồn, độc bộ tại cái khác 11 đại đỉnh phong tộc quần thế lực. Trùng tộc mẫu xào cần đồng thời điều khiển đại lượng trùng tộc chiến sĩ, bởi vậy cần to lớn tâm linh ý chí, mà tâm linh ý chí càng cao, tại linh hồn phương diện tạo nghệ cũng liền càng mạnh. Không tốt. Hiên Viên Du chỉ cảm thấy ánh mắt một trận mơ hồ, ngay sau đó liền kịp phản ứng, mi tâm ẩn ẩn hiển hiện một viên màu vàng kim bảo thạch, chấn áp linh hồn, chống cự bất luận cái gì công kích. Không nghĩ tới, ngươi trùng tộc mẫu hoàng, vậy mà đem món kia bảo vật mang vào. Hiên viên du sắc mặt ngưng trọng, nhìn thẳng nơi xa to lớn trùng tộc mẫu xào, một cỗ hư ảo ba động, lấy mẫu xào làm trung tâm. Hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng bao phủ, tất cả nhân loại văn minh liên minh thập nhất giai cường giả đều chịu ảnh hưởng. Mộng ỉm giới Hiên viên du nhìn chằm chằm to lớn trùng tộc mẫu xào đỉnh đầu, tòa kia nhỏ bé cung điện hình dạng vũ khí mộng yểm giới chính là trùng tộc chấn tộc vũ khí đối phạm vi công kích linh hồn có cực kỳ cường đại tác dụng nay kiện chấn tộc vũ khí nhiều lần để nhân loại văn minh vũ điệp trí cường giả đau đầu chiến trường một bên khác một đạo kinh khủng thân ảnh tùy ý xuất thủ tại trung quanh hắn bảy tám đạo thân ảnh ngay tại gian nan trèo trống bảy tám đạo thân ảnh bên trong mỗi một thân ảnh tán phát khí tức đều không kém hiên viên du kết quả lại tại vây công một người cường giả lại ở vào hạ phong nhân loại văn minh không được à Vị kia Ngân Hà tinh chủ đi đâu? Đạo này kinh khủng thân ảnh, chính là kiếp tộc mạnh nhất thập nhất giai, hắn ánh mắt liếc mắt nhân loại cùng chủng tộc chiến trường. Ngân Hà tinh chủ cùng nhân loại huyết vũ một chuyện, cũng đưa tới hắn hiếu kỳ. Trước đây thế giới 2D chiến đấu hình ảnh hắn cũng nhìn qua, nhân loại huyết vũ thực lực, ẩn ẩn để hắn đều cảm nhận được một chút áp lực. Chủng tộc vậy mà đem mộng ỉm giới đều mang vào. Nhân loại văn minh nguy hiểm, nếu như không có cùng cấp độ chấn tộc vũ khí, đoán chừng muốn tan tác. Hắc hắc kia ngân hà tinh chủ đâu sẽ không xuất liên tục hiện cũng không dám ra ngoài hiện à cái khác ngay tại giao thủ chém giết đỉnh phong tộc quần thế lực cũng tương tự đang quan sát chú ý tới nhân loại văn minh lâm vào ác liệt thế cục linh hồn diệt thế trùng tộc cùng nhân loại văn minh chiến trường tòa kia nhất to lớn chủng tộc mẫu xào toàn lực thúc giục chấn tộc vũ khí mộng yểm giới hư vô mộng yểm chi lực bắt đầu quét sạch đông đảo nhân loại văn minh tiến hóa giả ý thức mơ màng muốn ngã trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng Đúng lúc này một đạo thân hình nhỏ bé nam tử trẻ tuổi đột nhiên giáng lâm đến trong chiến trường, chân phải vừa nhấc, nhẹ nhàng đạp xuống, thời không ẩn ẩn hóa thành vòng xoáy cối say, vô số khí tức cường đại trùng tộc chiến sĩ bị nghiền nát. Tôn này nhất to lớn trùng tộc mẫu xào bị ép rút lui một mảng lớn, đỉnh đầu mộng yểm dưới càng là quay tròn xoay tròn. Nam tử trẻ tuổi nhìn quanh chu vi, ánh mắt vượt qua trùng tộc cùng nhân loại văn minh chiến trường, nhìn về phía cái khác đỉnh phong tộc quần thế lực giao chiến chiến trường, trên mặt hiển hiện tiếu dung các ngươi đều bị ta bao vây. Bạn chuẩn bị xem vạn giới chi môn, sáng pháp chuyển đạo tập 523, siêu cỡ lớn chiến trường mở sau lần thứ nhất đại quy mô chiến tranh, đồng dạng nhận chư vị thập nhị giai trung cực chú ý. Trung tộc món kia mộng yểm giới, lấy thập nhị giai linh hồn kỳ chân ác mộng chi tâm luyện chế mà thành. Trước đây viên kia ác mộng chi tâm, từ hỗn độn hư không bay vào trong vũ trụ, rơi vào trùng tộc vạn hóa mẫu hoàng trên tay. Lấy ác mộng chi tâm làm chủ vật liệu, luyện chế ra tới mộng yểm giới. Tại trên linh hồn có không thể tưởng tượng nổi khắc chế hiệu quả. Thập nhị giai trung cực nhóm quan sát đến hạch tâm khu vực chiến trường, lẫn nhau giao lưu. Áp mộng chi tâm, căn bản cũng không phải là vũ trụ có khả năng dựng dục ra bảo vật, nó là đến từ càng thêm mênh mông hỗn độn hư không, tiên thiên áp chế bất luận cái gì linh hồn chi lực. Trung tộc vạn hóa mẫu hoàng, hao phí to lớn tâm huyết mượn nhờ rất nhiều phụ liệu, mới chế tạo ra mộng yểm giới. Này kiện trấn tộc vũ khí trên tay chủng tộc mẫu hoàng, có khả năng xuất phát ra uy năng không chút nào tại nhân loại văn minh hư giới thiên địa phía dưới. Mộng yểm giới Hạ khâm trí cường giả các loại chín vị nhân loại văn minh trí cường giả, lường nhãn chủng tộc đại liên minh bên kia. Không sao. Thập nhất giai không phát huy được mộng yểm giới bao nhiêu uy năng. Một mực không nói gì hiên viên trí cường giả mở miệng. Càng là cường đại trí cường binh khí, đối người sử dụng yêu cầu liền càng cao. Giống mộng yểm giới, thiên sứ thánh quan cái này chấn tộc vũ khí. Thông qua mưu lợi phương thức, bị thập nhất giai sinh mệnh nắm giữ. Có khả năng phát huy ra uy năng, cũng liền so bình thường trí cường binh khí mạnh lên một chút. Hiên viên trí cường giả ban cho hiên viên du rất nhiều chuẩn bị ở sau bảo vật bên trong. Không nói có thể đánh tan mộng yểm giới, chí ít ngăn trở không có vấn đề gì. Sớm tại siêu cỡ lớn chiến trường mở trước đó, nhân loại văn minh cũng đã thông qua rất nhiều mô phỏng thôi diễn. Dự đoán cái khác 11 đại đỉnh phong tộc quần thế lực thủ đoạn. Trung tộc mộng yểm giới, hoàn toàn ở trong dự liệu chỉ là ngân hà tinh chủ hiên viên trí cường giả hơi có nghi hoặc nhưng mà sau một khắc một thân ảnh liền rơi vào nhân loại văn minh cùng trùng tộc chém giết trong chiến trường đạo thân ảnh này chính là ngân hà tinh chủ vẻn vẹn nhẹ nhàng dậm chân kinh khủng thời không ba động liền hóa thành cối say đem vô số trùng tộc chiến sĩ xé mở nghiền nát từng vị thập nhất giai trùng tộc mẫu sao nhóm phảng phất phù ở trên biển lớn thuyền cô độc lung lay sắp đổ trùng tộc đại liên minh chỗ sâu tôn này thôi động mộng yểm dưới trùng tộc mẫu sào càng là lui lại một mảng lớn đỉnh đầu lơ lửng không ngừng tản ra hư vô ba động cung điện càng là quay tròn chuyển động bắt đầu tựa như nhận cái gì kịch liệt xung kích cái này trong lúc nhất thời tất cả thập nhị giai trung cực ánh mắt đều tập trung ở nhân loại văn minh cùng trùng tộc trên chiến trường phải biết trước đây đại bộ phận thập nhị giai trung cực chú ý chiến trường cơ bản đều tại kiếp tộc vũ trụ các loại tam tộc bên kia dù sao cái này mấy chỗ chiến trường chém giết cũng là kịch liệt nhất nhất là kiếp tộc vị kia mạnh nhất thập nhất giai lấy sức một mình áp chế cái khác đỉnh phong tộc quần mạnh nhất thập nhất giai cơ bản không có hoàn thủ dư lực đông đảo thập nhị giai trung cực nhóm dự định từ kiếp tộc mạnh nhất thập nhất giai trên thân nhìn trộm đến kiếp tộc hai vị kia thập nhị giai trung cực bộ phận thủ đoạn chỉ là hiện tại ngân hà tinh chủ chỉ là dậm chân một cái thiếu chút nữa quét ngang trùng tộc đại liên minh liền món kia mộng yểm giới đều nhận xung kích bên trong gãy mất linh hồn trấn áp. Cái này ngân hà tinh chủ, đến cùng vận dụng cái nào kiện bảo vật. Chẳng lẽ lại đem nhân loại văn minh chân chính nội tình mang vào rồi. Thập nhị giai trung cực nhóm hai mặt nhìn nhau, có chút khó tin. Chỉ ít ngân hà tinh chủ hiện tại chỗ triển lộ ra chiến lực, tuyệt đối là kiếp tộc vị kia mạnh nhất thập nhất giai cấp độ. Các đại tộc quần mạnh nhất thập nhất giai, cầm trong tay chấn tộc vũ khí, đều phải gần 10 vị mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn kiếp tộc vị kia mạnh nhất thập nhất dài nhân loại văn minh cùng chủng tộc trong chiến trường. Lâm Nguyên nhìn về phía bốn phương tám hướng, sở dĩ chờ tới bây giờ mới hiện thân. Hoàn toàn là bởi vì đại quy mô chiến trường vừa mới bắt đầu, còn có không ít thập nhất giai chưa tiến vào Lâm Nguyên đánh giết phạm vi. Nơi này đánh giết phạm vi là lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, đường kính 7.000 ức dặm phương viên. Đây cũng là Lâm Nguyên thể nội thế giới cực hạn lớn nhỏ, thi triển nhục thân thần thông thế giới về sau, 7.000 ức dặm bên trong đều hóa thành Lâm Nguyên thế giới. Đây không phải là nói Lâm Nguyên phạm vi công kích chỉ cực hạn tại 7.000 ức dặm phương viên, mà là vượt qua phạm vi này, liền không có tất sát nắm chắc. Dù sao tiến vào chiến trường thập nhất giai cường giả, hữu tướng làm một bộ phận đều có được trí cường binh khí hộ thể. Lâm Nguyên lấy một địch mấy vạn, lực lượng phân tán, lại thêm cách xa nhau 7.000 ức dặm cự ly. Sa thực không có nắm chắc đánh giết một vị điên cuồng bỏ chạy, còn có trí cường binh khí hộ thể thập nhất giai viên mãn. Nhưng 7.000 ức dặm bên trong liền không đồng dạng thần thông thế giới phạm vi bên trong lâm nguyên thực lực sẽ trình độ lớn nhất phát huy ra không sai biệt lắm lâm nguyên tâm thần bình tĩnh cũng phát giác được đến từ mấy vạn vị thập nhất giai cường giả ánh mắt vừa rồi phủ xuống thời giờ vẻn vẹn dậm chân liền làm cho cả chủng tộc đại liên minh người ngã ngựa đổ một màn này đồng dạng bị cái khác đỉnh phong tộc quần nhìn ở trong mắt như thế siêu tiêu thực lực để tất cả thập nhất giai cường giả đầu óc choáng váng thần thông thế giới lâm nguyên tâm niệm vừa động nhục thân chỗ sâu thế giới thần thông ấn ký đột nhiên bắt đầu chấn động khuếch tán một tia thế giới chi lực lấy lâm nguyên làm trung tâm chớp mắt liền thẩm thấu phương viên bảy ngàn ức giảm phạm vi từ khi tiến vào siêu cỡ lớn chiến trường về sau lâm nguyên vẫn luôn tại chính áp chế thực lực chính là vì các loại đối cái này một khác nếu như sớm bại lộ thực lực chân chính những này đến từ các đại đỉnh phong tộc quần cường giả làm sao có thể ngoan ngoãn tụ tập ở chỗ này tùy ý lâm nguyên đổ sát mặc dù có lâm nguyên tại cuối cùng khẳng định có thể lấy được siêu cỡ lớn chiến trường chiến tranh quyền chủ đạo nhưng đánh giết không được dị tộc những cái kia thập nhất giai cường giả lâm nguyên tu luyện huyền hoàng chi thể tài nguyên đi đâu làm ầm ầm nặng nề đè nén khí tức chớp mắt bao phủ bảy ngàn ước dặm phương viên mấy vạn vị thập nhất giai cường giả liền lập tức cảm nhận được chính mình nhục thân linh hồn đều bị áp chế không phải bình thường áp chế mà là triệt để áp chế một thân thực lực trăm không còn một thần thông thế giới mênh mông đung đưa lấy lâm nguyên thực lực bây giờ thần thông thế giới bao phủ phía dưới những cái kia bình thường thập nhất giai cường giả chớp mắt liền có thể nghiền nát có được trí cường binh khí hộ thể thập nhất giai viên mãn cường giả có lẽ có thể trèo chống mấy hơi thở nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể trèo chống mấy hơi thở thôi cái gì tình huống thực lực của ta lại bị áp chế chín thành chín là ngân hà tinh chủ áp chế chúng ta đầu nguồn đến từ ngân hà tinh chủ thập nhất giai cường giả tư duy vận chuyển tốc độ nhanh bực nào liền lập tức ý thức được sự tình không thích hợp từ ngân hà tinh chủ giáng lâm chiến trường đến bây giờ vẻn vẹn chỉ có chớp mắt công phu trước một khắc bọn hắn còn tại chấn kinh ngân hà tinh chủ dậm chân động tĩnh sau một khắc bọn hắn liền đều thành thần thông thế giới bên trong cá trong chậu đi lập tức rời xa ngân hà tinh chủ rời xa ngân hà tinh chủ nhìn có thể hay không thoát khỏi loại này áp chế đông đảo thập nhất giai cường giả cơ hồ là cùng một thời gian từ bỏ chém giết lẫn nhau ngược lại hướng phía càng xa xôi bỏ chạy làm cường giả bản năng nói cho bọn hắn tiếp tục trần chờ xuống dưới sẽ có sinh tử nguy hiểm như thế tình huống dưới các đại đỉnh phong tộc quần thế lực vậy mà khó được mục tiêu nhất trí hoảng hốt mà chạy trốn trốn được à bạn chuẩn bị xem vạn giới chi môn Sáng pháp truyền đạo tập 524. trăm lâm nguyên đứng thần thông thế giới phạm vi bao phủ trung ương làm thần thông người thi triển hắn đối bảy ngàn ức giảm phạm vi bên trong hết thảy trưởng khống tại tâm những cái kia thập nhất giai cường giả thần sắc biến hóa cùng thể nội khí hơi thở sôi trào vận dụng liều mạng thủ đoạn các loại đều rơi vào lâm nguyên trong mắt chết lâm nguyên vận chuyển thần thông thế giới vận dụng mênh mông cuồn cuộn bảy ngàn ức dạm phương viên thế giới chi lực hướng phía trừ nhân loại văn minh liên minh cường giả bên ngoài tất cả dị tộc cường giả tiến hành nghiền ép thần thông thế giới tiếp tục thời gian chỉ có 6 giây vừa rồi từ thôi động thế giới thần thông đến bên ngoài cơ thể thế giới bao phủ bảy ngàn ức dạm phương viên vẻn vẹn đi qua một phần vạn giây rầm rầm bàng bạc thế giới chi lực tùy ý chút xuống nghiền ép. Vẹn vẹn một giây thời gian, bên ngoài cơ thể thế giới liền hoàn thành vòng thứ nhất nghiền ép, phương viên 7000 ức dặm phạm vi bên trong. Tất cả không có chí cường binh khí hộ thể thập nhất giai thứ nhất cấp bậc đến thứ tư cấp bậc cường giả, đều hôi phi yên diệt. Phải biết, lần này tiến vào bên trong chiến trường các đại đỉnh phong tộc quần thế lực thập nhất giai cường giả, số lượng mặc dù đạt tới mấy vạn, nhưng thứ năm cấp bậc phía dưới thập nhất giai chiếm cứ chín thành. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ là thần thông đệ nhất thế giới vòng nghiền ép mấy vạn thập nhất giai cường giả liền mẫn diệt chín thành chỉ còn lại mấy ngàn vị thập nhất gia thứ năm cấp bậc cùng phía trên cường giả sống sót những cường giả này có thể sống sót cũng không phải là bởi vì thực lực bản thân cường đại đối với hiện tại lâm nguyên mà nói thập nhất gia thứ nhất cấp bậc cùng thập nhất gia thứ năm cấp bậc khác nhau không phải rất lớn bọn hắn sở dĩ có thể ngăn trở thần thông thế giới vòng thứ nhất nghiền ép là bởi vì mang theo trí cường binh khí thuộc về thập nhị giai cấp độ lực lượng, che chở bọn hắn. Đương nhiên, cho dù bằng vào trí cường binh khí lực lượng sống tạm xuống tới, đại bộ phận thập nhất giai thứ năm cấp bậc cường giả, cũng là sắc mặt trắng bệch. Mê mông đung đưa thế giới chi lực nghiền ép phía dưới, mặc dù có trí cường binh khí hộ thể, có thể ngăn trở chín thành chín thành chín thành chín lực lượng. Nhưng chảy vào một phần vạn còn sót lại khí tức, cũng để cho những này thập nhất giai thứ năm cấp bậc cường giả bị thương nặng. Ta có trí cường binh khí áo giáp hộ thân, vậy mà không cách nào triệt để đỡ được thiên vũ tộc thập nhất giai thiên chủ trên mặt hiển hiện, hiện hoảng sợ cái này đây rốt cuộc là thủ đoạn gì vị này thập nhất giai thiên chủ nhìn quanh chu vi phát hiện thiên vũ tộc chín thành thập nhất giai thiên chủ đều hôi phi yên diệt chỉ còn lại số lượng không nhiều nắm giữ trí cường binh khí thập nhất giai thiên chủ trốn không thể lại tiếp tục ở lại thập nhất giai thiên chủ lập tức luống cuống ngoại trừ đối mặt trí cường giả hắn chưa bao giờ có tuyệt vọng như vậy thời khắc cho dù là trong tộc thiên vũ mông dạng này mạnh nhất thập nhất giai cũng xa xa đối với hắn không cách nào tạo thành như thế lớn xung kích nhiều như vậy thiên vũ tộc thập nhất giai thiên chủ đều đã chết vị này thập nhất giai thiên chủ muốn liều lĩnh thoát đi nhưng ở bên ngoài cơ thể thế giới áp chế xuống tốc độ tựa như tốc độ như rùa còn không có chạy đi bao xa đến từ minh mông đung đưa thế giới chi lực vòng thứ hai nghìn ép liền chớp mắt giáng lâm tại lâm nguyên dự đoán bên trong tiếp tục sáu giây bên ngoài cơ thể thế giới có thể hoàn thành 5 vòng nghiền ép, tốn thời gian 5 giây. Về phần 1 giây sau cùng, thì là dùng để đem chọn tòa bên ngoài cơ thể thế giới nổ tung, đây cũng là uy năng lớn nhất bộc phát phương thức. Phương viên 7000 ức dạng thể nội thế giới, một khi tự bộc, nên sẽ sinh ra dạng gì uy năng. A a a a. Vòng thứ 2000 ép giáng lâm, vị kia thiên vũ tộc thập nhất giai mặc dù có trí cường binh khí hộ thể, cũng không cách nào kiên trì hạ hạ đi, thấm vào sức mạnh còn sót lại, đem nó nhục thân linh hồn mẫn diệt dây thứ hai đi qua. Bên ngoài cơ thể thế giới hoàn thành vòng thứ 2000F. Tại vòng thứ 2000F phía dưới, có được trí cường binh khí hộ thể thập nhất giai thứ 5 cấp bậc cường giả, vẫn lạc 1 phần 5. Về phần thập nhất giai thứ sáu cấp bậc, cũng chính là thập nhất giai viên mãn cường giả, mượn nhờ trí cường binh khí lực lượng, miễn cưỡng tại kéo dài hơi tàn. Vẫn là không thể khinh thường những này thập nhất giai à. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ tới, đồng thời bên ngoài cơ thể thế giới đi tới thứ 3 giây, vòng thứ ba thế giới nghiền ép bắt đầu giáng lâm ầm ầm từng vị thập nhất giai thứ năm cấp bậc cường giả cấp tốc vẫn lạc còn lại thập nhất giai thứ sáu cấp bậc cường giả thì là linh hồn đều đang phát run nguyên bản bọn hắn còn dự định quan sát quan sát thật không nghĩ đến hậu quả vậy mà nghiêm trọng như vậy mau trốn à đến cùng là chuyện gì xảy ra là ngân hà tinh chủ ra tay ngân hà tinh chủ tại sao có thể có kinh khủng như vậy thực lực là trí cường giả nhất định là trí cường giả tại xuất thủ có trí cường giả không để ý hiệp định, ra tay với chúng ta. Đông đảo thập nhất giai cường giả tiếng kêu thảm thiết, thuận thời không ba động, tại phương viên bảy ngàn ức dặm bên trong không ngừng quanh quẩn, tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng sợ hãi. Tại tất cả thập nhất giai trong mắt cường giả, có thể bộc phát ra như thế uy năng công kích, ngoại trừ trí cường giả bên ngoài không ai có thể làm được. Thứ ba giây đi qua. Thập nhất giai thứ năm cấp bậc cường giả lác đác không có mấy, thập nhất giai thứ sáu cấp bậc cường giả bắt đầu xuất hiện thương vong. Chí cường binh khí chia làm không cùng loại loại, có công kích, có phòng ngự. Một ít thập nhất dài thứ sáu cấp bậc cường giả cầm trong tay công kích loại chí cường binh khí. Tại phương diện phòng ngự, có lẽ so không lên thứ năm cấp bậc cầm trong tay phòng ngự loại chí cường binh khí thập nhất dài. Thứ tư giây đến, ta, ta phải chết à? Từ thần vương thần sắc tuyệt vọng, liên tục bốn vòng thế giới chi lực nghiền ép để hắn vị này thập nhất giai viên mãn cấp truyền thuyết sinh mệnh đã cúi xuống muốn chết. Trên thực tế nếu như không phải có trí cường binh khí hộ thân lấy tứ thần vương thực lực đại khái xuất trèo trống không quá dây thứ nhất ngân hà tinh chủ nhục thân linh hồn triệt để sụp đổ trước đó tứ thần vương vậy mà đình chỉ chạy trốn quay người nhìn về phía sừng sững trong chiến trường ương ngân hà tinh chủ trước đây không lâu làm hắn biết được ngân hà tinh chủ chính là nhân loại huyết vũ về sau ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi bên ngoài đồng dạng dâng lên mình cùng ngân hà tinh chủ tranh lệch chưa hẳn như thế giới hai d lớn như vậy chỉ là hiện tại mấy vạn thập nhất giai cường giả bao quát những cái kia cầm trong tay trí cường binh khí thập nhất giai cường giả tại ngân hà tinh chủ trước mặt liền mấy giây thời gian đều không tiếp tục kiên trì được ta tứ thần vương suy nghĩ bỗng nhiên dừng lại bởi vì hắn ở chiến trường trên cỗ này phân thân đã triệt để tử vong lâm nguyên nhìn quanh chu vi thần thông thế giới vừa ngưng tụ ra một khắc này mấy vạn thập nhất giai còn tạo thành cực lớn động tĩnh muốn tránh thoát áp chế nhưng giây thứ nhất đi qua chết đi chín thành thập nhất giai bên ngoài cơ thể thế giới phạm vi bao phủ bên trong liền an tĩnh rất nhiều nhưng vẫn cũ tràn ngập một chút tiếng kêu thảm thiết đau đớn không cam lòng gầm thét nhưng giây thứ hai thứ ba giây cùng thứ tư giây đi qua bên ngoài cơ thể thế giới phạm vi bên trong liền triệt để an tĩnh lại bốn vòng mênh mông cuồn cuộn thế giới chi lực nghiền ép mạnh như thập nhất giai viên mãn cường giả đều đều chết hết chỉ còn lại hơn 10 vị các đại đỉnh phong tộc quần thực lực mạnh nhất thập nhất giai tại miễn cưỡng dãy ruộng